Xin chào tất cả anh chị và các bạn, hôm nay Quý xin phép mình tiếp tục chia sẻ câu chuyện cái bút đến tất cả anh chị và các bạn. Trên tay Quý là vật gì đấy ạ? Là một cái bút. Thật sự bây giờ con chó kia chạy chạy vào đây, có kia hô hơ cái vật này ở trước mõm của nó, thì con chó thì có hành động gì ạ? Nó thấy lao ra, nó cắn, nó gặp cái vật này. Thế con chó coi đây là một cái bút không? Không, nó sẽ coi bằng món đồ chơi hay cái gì đó có thể cắn gặm được. Thì ai đúng ạ? Người đúng hay là chó đúng? Cả hai đều đúng. Chúng ta có rút ra cái đoạn đầu tiên, nó là không có đúng, không có sai. Tất cả đều tùy thuộc vào quan điểm và góc nhìn của mỗi người sự vật khác nhau, nên hãy tôn trọng thế giới quan của những người sự vật khác nhau để tránh xảy ra những cãi vã không cần thiết trong cuộc sống. Rồi bây giờ quyết lại cái vấn này đây, tất cả mọi người đều bước ra ngoài, cả chó đi ra ngoài, căn phòng trở nên trống không mà chỉ có cái vật này đây. Thì tại cái thời điểm này, cái vật này trở thành một cây bút hay là một món đồ chơi à? Không gì cả. Chúng ta rút ra cái đoạn số 2, đó là mọi vật đều có tính không hay trung tính nhưng mà lại có tiềm năng. Tiềm năng có thể thể hiện như thế nào nhỉ? Bây giờ lấy ví dụ căn phòng vẫn đang trống không mà có cái vật này ở đây, thì ở ngoài bỗng có một người bước vào và nhìn thấy cái vật này, thì vật này ngay lập tức trở thành gì? Trở thành một cái bút. Bây giờ không phải người bước vào trước mà là chó bước vào chơi, thì vật này trở thành gì? Lại trở thành một đồ chơi đồ chơi chó. Thế điều gì xảy ra nếu như cả người và chó đồng thời bước vào và cùng nhìn thấy cái vật này, thì vật này trở thành gì? Một cái bút, một món đồ chơi. Thì chúng ta có thể thấy rằng trong cùng một thời điểm một vật lại trở thành hai thứ khác nhau. Đó chính là tính tiềm năng sự vật, một vật là không trở thành một cây bút khi người thấy nó, trở thành một món đồ chơi khi chỉ chó thấy, và thậm chí trở thành cả hai thứ khác nhau khi cả người và chó đồng thời thấy, và nó còn có tiềm năng trở thành nhiều nhiều thứ khác nữa tùy vào những đối tượng khác nhau quán chiếu vào. Thì đó chính là tính tiềm năng của sự vật. Thế cái thời điểm khi mà người bước vào và nhìn thấy cái vật này tự trở thành một cây bút đấy, và xuất từ nó tự nó là một cây bút rồi, hay xuất từ phía người thấy nó là một cây bút ạ? Xuất từ phía người đúng không ạ? Tại vì nếu như tự nó là một cái bút thì con chó thì đây là cái bút rồi, thì chó có thể viết thư bạn gái: ô em yêu, em cái đuôi thật là đẹp, phần một kinh nghiệm là xin để hôn cái. Ôi nó không thể làm được điều đó đúng không ạ? Mẹ cắn gặm cái vật này và coi vật này là một món đồ chơi mà thôi. Thì chúng ta rút ra cái đoạn số 3 là mọi việc được xuất từ mình mà ra. Mọi việc được xuất từ phía chúng ta, chúng ta thấy rằng là những việc tốt đến với cuộc sống ta cũng do chính chúng ta mà ra, và ngược lại những việc xấu, những việc không may mắn đến với cuộc sống chúng ta cũng do chính chúng ta mà ra. Thì chúng ta biết được điều này, chúng ta sẽ vui vẻ chấp nhận mọi chuyện đến với cuộc sống chúng ta và dừng đổ lỗi cho người khác, tập trung vào tìm giải pháp để giải quyết những vấn đề trong chúng ta thay vì đổ lỗi. Rồi mọi việc đều xuất phát từ chúng ta, một cái nào đó chúng ta có thể thay đổi được nó đúng không ạ? Bây giờ thử xem có thể thay đổi nhiều khi muốn thay đổi phần này thì một kim cương xem được không? Tôi muốn biến cái này thì kim cương cũng là cho xin kim cương luôn. Một gì ạ? Vẫn là một cái bút, chẳng có chuyện xảy ra cả. Thì mọi người có thể thấy rằng biết được cầu nguyện đã suy nghĩ tích cực, đã mong muốn biến cái vật này trở thành một viên kim cương, nhưng chẳng có chuyện xảy ra cả, nó vẫn là một cái bút. Chúng ta ra cũng rút ra kết luận số 4 rằng là mọi việc không nên tự cầu nguyện hay là suy nghĩ tích cực, nên dù cầu nguyện hay suy nghĩ tích cực bao nhiêu chút nữa thì cũng không thể thay đổi được mọi thứ. Rồi thì chúng ta cần phải làm gì để thay đổi được ạ? Chúng ta cần phải hành động. Mọi việc chẳng có chuyện xảy ra cho đến khi chúng ta hành động cả, thì hành động mới sẽ đem lại là kết quả. Nhưng cái những một điều là phải lúc nào chúng ta hành động phải đạt được mục tiêu của mình. Có rất nhiều người làm việc chăm chỉ, chịu khó, nỗ lực nhưng vẫn không thể đạt được mục tiêu. Và ngược lại có những người có thể hành động rất nhẹ nhàng và đơn giản đạt được mục tiêu của mình, thậm chí đạt gấp 10, gấp 20 là những gì mà họ mong muốn. Thì sự khác biệt chỉ ở đây là gì? Chúng ta thấy rằng nó là mọi việc đều xuất phát từ phía chúng ta. Phải chăng những thành công, những điều chúng ta mong muốn cũng xuất phát từ trong tâm trí chúng ta mà ra? Khi ta nhìn thấy vật này, nó ngay lập tức liền nhận ra nó cái bút, thì nó xuất từ phía chúng ta, hay nó khác, trong tâm trí chúng ta đã có một hạt giống về một cái bút rồi. Và ngay lập tức hạt giống bút đó liền bung nở và chúng ta được trải nghiệm một cây bút ở thế giới bên ngoài. Và cái điều này nó nhanh đến mức chúng ta không hề nhận ra được là nó xuất từ trong tâm trí của mình. Mình nghĩ rằng nó xuất phát từ phía bên ngoài, chúng ta thường nhận làm những việc đó. Vậy nên chúng ta thấy rằng nó là khi chúng ta muốn một điều gì đó thì nó cũng xuất phát từ trong tâm trí chúng ta. Chúng ta phải có được nó trong tâm trí của mình thì chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy nó ở thế giới bên ngoài và hành động để đạt được nó một cách dễ dàng. Và đó thì là cái bài học một cái mình làm đến tất cả các anh chị và các bạn. Và rằng thông qua năm bài học này, tất cả các anh chị và các bạn sẽ ứng dụng cuộc sống của mình, em lợi ích cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Và khi sinh luận,